Cho đến thời điểm này, Hà Nội ghi nhận trên 30.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 mỗi ngày. Trên thực tế thì con số này chưa phản ánh hết được số người thực nhiễm trên địa bàn thủ đô. Tuy nhiên, chỉ với những con số đó thôi đã thấy một khối lượng công việc ngổn ngang của hệ thống y tế cơ sở cũng như là chính quyền sở tại trong việc giám sát và quản lý người bệnh COVID-19. Điều đáng nói là trong số công việc khổng lồ đấy lại do chính các thủ tục hành chính gây nên, trong đó có nhiều quy định lỗi thời đang khiến cho người dân mệt mỏi, còn tuyến y tế cơ sở thì cảm thấy kiệt sức. Đây là một quyết định cách ly y tế được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng ban hành đối với một gia đình có 8 F0. Để có được một văn bản này, lực lượng y tế cơ sở đã phải trải qua một quá trình xác nhận, thẩm định thông tin, còn tổ dân phố đã phải cử người theo dõi, hỗ trợ. Đối với một địa bàn 60.000 dân, mỗi ngày phường Vĩnh Tuy đã có khoảng 500 F0 cần được xác nhận dương tính như thế này. Điều này đã làm cho tuyến cơ sở quá tải. Phải đưa bản thân tổ trưởng, phải đưa cái giấy đến hướng dẫn cho người ta kê khai. Mà trong cái mục kê khai thì rất là nhiều mục. Mà trình độ văn hóa của dân hạn chế, cho nên là khai đi khai lại, có người khai đi khai lại 3-4 lần cũng không hoàn thành được nhiệm vụ. Còn đây là trạm y tế lưu động của thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh. Trạm y tế này được thành lập với một mục đích duy nhất là xử lý thủ tục hành chính cho các F0. Với các F0 chủ yếu là công nhân các khu công nghiệp, họ đến đây để thực hiện thủ tục xác nhận dương tính hoặc đã khỏi bệnh để hưởng quyền lợi lao động. F0 chỉ cần khoảng 1 giờ là có giấy tờ, nhưng trái ngược lại, chính quyền sở tại và y tế cơ sở phải căng mình để giải quyết. Thậm chí, chính họ khi bị nhiễm bệnh vẫn không được nghỉ mà phải làm việc online. Mỗi một bệnh nhân là ít nhất là phải có quyết định cách ly, giấy xác nhận khỏi bệnh, giấy bảo hiểm xã hội. Và công ty họ đòi hỏi rất là nhiều loại giấy. Thế nên là đối với một bệnh nhân là chúng tôi quá tải, là ồn ứ là không thể tránh được. Và có những tình trạng là bệnh nhân là cũng phải 2 ngày mới lấy được cái giấy tờ đấy. Mê Linh là địa phương đã từng được biết đến khi thực hiện thành công việc phong tỏa thôn Hạ Lôi vào tháng 4 năm 2020 với gần 11.000 nhân khẩu. Những ngày gần đây, số ca mắc mới của huyện dao động trên dưới 600 ca mỗi ngày. Tuy nhiên, với những thủ tục hành chính mà các F0 đang phải thực hiện đã khiến cho địa phương này rất vất vả và mệt mỏi. Thậm chí còn mệt mỏi hơn cả khi nơi đây là điểm nóng về dịch bệnh của thủ đô. Đến giai đoạn hiện nay cần phải thay đổi đi để cho nó phù hợp. Và theo cái hướng là chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhưng chúng ta phải thay đổi các thủ tục hành chính để giảm tải cho người dân và giảm tải cả cho hệ thống y tế cơ sở và hệ thống chính quyền cấp cơ sở. Giảm bớt các cái thủ tục hành chính, ví dụ như là những cái trường hợp mà không cần thiết, chúng ta có thể cho xác nhận hay là chứng nhận qua hệ thống mạng, qua hệ thống điện tử, thì để tránh cái thủ tục giấy, hành chính giấy. Khi tỷ lệ nhiễm bệnh của Hà Nội đang cao kỷ lục nhưng tỷ lệ tử vong ở mức thấp, tình hình dịch bệnh đã thay đổi so với giai đoạn trước kia. Chính vì thế mà nhiều chuyên gia cho rằng nhiều quy định cũng cần phải được thay đổi để giảm áp lực cho tuyến cơ sở. Thời điểm hiện tại chúng ta đã rơi vào cái chuyện là quá tải của những bệnh nhân COVID, từ bệnh nhân COVID nhẹ cho đến bệnh nhân COVID nặng. Kể cả ở cái tầng cao nhất, cái tầng nặng là những cái bệnh nhân cũng đã chật các cái vị trí rồi. Chính vì như vậy mà tôi cho rằng chúng ta cần phải chuyển trạng thái và thay đổi cái quan niệm về COVID. Cho đến thời điểm này, Hà Nội đang sử dụng phần mềm quản lý F0 bằng hệ thống công nghệ thông tin. Dù không phải tất cả người nhiễm COVID-19 đều được cập nhật trong phần mềm của thành phố, nhưng 100% số F0 được cập nhật trong đó đều được quản lý. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là vì sao từ dữ liệu này lại không thể trích xuất hoặc đồng bộ để giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà và cứng nhắc. Bắc Giang là địa phương có mật độ dân số cao và số lượng công nhân lưu trú lớn. Khi số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh những ngày qua, đang khiến cho tuyến y tế cơ sở quá tải. Để giải quyết tình trạng này, tỉnh Bắc Giang đã triển khai việc khai báo F0 điện tử thay cho phương pháp khai báo bằng giấy trước đây, tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là công nhân ở các khu công nghiệp. Sau khi có kết quả test nhanh dương tính COVID-19 của cơ sở y tế, chị Hoàng Thị Phượng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học Phosin, đến nhà văn hóa thôn Núi Hiểu, nơi chị đang ở trọ để khai báo y tế. Tại đây, chị được hướng dẫn sử dụng phần mềm Zalo để khai báo các thông tin. Quá trình khai báo diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ trong tầm 5 đến 7 phút là đã xong. Giờ chỉ còn chờ về cách ly, về phòng trọ chờ kết quả. Khai báo F0 điện tử là cách làm mới được huyện Việt Yên triển khai từ đầu tháng 3 nhằm giải quyết tình trạng quá tải của y tế cơ sở.
Với phương pháp này, bệnh nhân F0 chỉ cần quét mã QR để khai báo các thông tin về bản thân, sau đó gửi ảnh giấy xét nghiệm có kết quả dương tính do các cơ sở y tế cấp về nhóm Zalo của chính quyền địa phương. Từ phân công thì chúng tôi cũng trực tại địa bàn nhà văn hóa thôn Núi Hiểu để hướng dẫn người dân cũng như là công nhân đến khai báo y tế điện tử, hướng dẫn những cái nội dung mà công nhân họ chưa hiểu, một số những nội dung như là về cái nguồn lây, nguồn tiếp xúc và cũng như là thời gian mà điều trị. Với hơn 70.000 công nhân lưu trú, việc thực hiện phần mềm khai báo F0 điện tử đã giúp huyện Việt Yên giải quyết được tình trạng quá tải của y tế cơ sở khi số lượng F0 trên địa bàn huyện liên tục gia tăng. Huy động các cái tổ tình nguyện để tham gia điều trị, hướng dẫn F0 tại nhà cũng như là các cái tổ cứu quyết cộng đồng hỗ trợ người bị bệnh F0 trên địa bàn, đã, thứ nhất là không hoang mang, thứ hai là không phải quá lo lắng về vấn đề khai báo y tế để làm các cái vấn đề chính sách chế độ. Giải pháp khai báo F0 điện tử của huyện Việt Yên được ngành chức năng đánh giá cao. Trong bối cảnh các ca mắc mới tăng cao từng ngày như hiện nay, phương pháp này đang được tỉnh Bắc Giang nhân rộng ở các địa phương khác. Bộ Y tế vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhà thuốc được kê đơn thuốc Monopiravir cho người dân. Đây được xem là đề xuất phù hợp và kịp thời khi mà lượng F0 ở nhiều địa phương trên cả nước đang gia tăng trong những ngày vừa qua. Hơn nữa, trong khi người dân khó tiếp cận loại thuốc này tại các nhà thuốc, thì trên thị trường chợ đen, đặc biệt là môi trường mạng Internet lại tràn ngập loại thuốc này với giá khá cao, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày gần đây, anh Hào nhận được nhiều lời chào bán kit test cũng như thuốc điều trị COVID-19, Monopiravir trên mạng với đủ loại và giá cả. Đây là các loại thuốc không dễ mua ở hiệu thuốc vì là mặt hàng có điều kiện. Mỗi nơi nó một giá nên mình cũng chẳng biết là chất lượng như thế nào. Rồi cái đó không biết có cơ quan nào kiểm tra không. Thì đặc biệt sau Tết thì tôi thấy như giá có vẻ là lên cao. Cầu của người dân ra rất là nhiều và họ cần mua thuốc. Trong khi đó thì cái điều kiện khó khăn là thuốc phải kê đơn bác sĩ và xác nhận F0 của y tế phường. Thì đó là rào cản và họ không mua được. Trước diễn biến các ca nhiễm tăng thì thuốc điều trị COVID-19 là nhu cầu thực tế của người dân. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng kể cả những ca F0 nhẹ đang điều trị tại nhà cần sớm được tiếp cận thuốc ngay từ những ngày đầu nhiễm bệnh để tránh trở nặng. Vì thế, cần linh động và tạo thuận lợi nhất cho người dân được mua thuốc sớm. Có thể quay phim, có thể qua Zalo là chúng ta, nhân viên y tế có thể xác nhận được bệnh nhân là đang ở nhà, đang thực hiện test dương tính. Thì chúng ta sẽ, là đó là một hình thức chứng nhận, chứ không phải là chúng ta cứ máy móc mà đòi hỏi người dân là phải có giấy chứng nhận của cơ sở y tế. Tại vì nếu mà người ta đã biết người ta F0 mà bây giờ bắt người ta di chuyển nhiều như thế thì có phải là khả năng là chúng ta làm lây lan bệnh dịch không? Thấy không? Quan trọng là người dân cũng phải hiểu biết thuốc ARV này điều trị đặc trị COVID này là nó có chỉ định dùng. Trong đề xuất của mình, Bộ Y tế cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc điều trị COVID-19. Monopiravir. Tuy nhiên, do Monopiravir là thuốc mới, cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành.